Xin chào các bạn, tôi là Phương Anh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm loa phát thanh cầm tay của Toa đến từ thương hiệu Nhật Bản. Sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm R1215S. Sản phẩm này được thiết kế rất đơn giản và dễ sử dụng. Thiết kế của sản phẩm R1215S bao gồm 8 phần. 1. Họng loa. 2. Dây đeo tay. 3. Nắp vặn chứa pin. 4. Micro. 5. Nút bấm nói. 6. Nút bấm còi hú. 7. Volume điều chỉnh âm lượng. 8. Tay nắm. Sản phẩm R1215S sử dụng 6 viên pin 9V DC. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ số hotline 0902 188 722.